U23 Việt Nam dò dỉ đội hình sốc, báo Trung Quốc hốt hoảng lo cho Thái Lan, bình luận viên Quang Huy tự tin vô địch. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan bước vào trận chung kết bộ môn bóng đá Nam SEA Games 31 với chút ít thay đổi về nhân sự. Với những màn trình diễn kể từ vòng bảng tới giờ, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan xứng đáng có mặt ở trận chung kết bộ môn bóng đá Nam SEA Games 31. Khách quan thì U23 Việt Nam là cái tên được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu xét về thành tích thi đấu thực tế, thầy chó luyện viên Park Hang-seo cũng được đánh giá cao hơn khi là đội bóng duy nhất chưa từng nếm mùi thất bại kể từ vòng bảng tới giờ. Theo đó họ thắng 3 và hòa 1 ở 4 trận đã đá tại vòng bảng. Mới đây U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu trận bán kết. Như vậy là U23 Việt Nam đang là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới. Trở lại với trận chung kết, hàng thủ vững chắc của U23 Việt Nam đã không có nhiều thay đổi. Trong khung thành, Văn Toàn vẫn là người bắt chính và được hỗ trợ bởi bộ ba hậu vệ là Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Long, những cầu thủ thi đấu tốt ở trận bán kết. Hậu vệ Văn Đô vẫn được tin dùng ở hành lang phải, trái ngược Văn Xuân chấn thương và phần hành lang trái sẽ được thay đổi. Trước đối thủ đáng gờm là U23 Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sử dụng tuấn tài để ra cố hàng phòng ngự thay vì sử dụng quang nho hay công đến, những cầu thủ có thiên hướng tấn công. Ở vị trí hàng tiền vệ Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Lý Công Hoàng Anh là những gương mặt không thể thay thế trong sơ đồ ra sân của chiến lược gia người Hàn Quốc. Cuối cùng, hàng tiền đạo sẽ không thể thiếu được chân sút chủ lực tiến linh, người góp công đầu giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia. Đá bên cạnh chân sút đang thuộc biên chế Bình Dương sẽ là Mạnh Dũng. Bên kia sân U23 Thái Lan không có quá nhiều thay đổi về nhân sự. Lùi lại trận bán kết trước U23 Indonesia, William Wederje của U23 Thái Lan là người nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Tuy nhiên bầy voi chiến cũng không quá lo lắng bởi cầu thủ đang đá cho câu lạc bộ trong nước là Port FC chỉ là quân bài dự bị của huấn luyện viên Polking. Đội hình U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan: Nguyễn Văn toàn Tiến Long, Nguyễn Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài, Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, Tiến Linh, Mạnh Dũng. U23 Việt Nam đã vào chung kết nhờ sự lóe sáng của các cá nhân. Chúng ta tiếp tục đặt ngôi sao hy vọng vào những giây phút thăng hoa của Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh khi đối đầu với người Thái. Trong bóng đá, vinh quang thuộc về người chiến thắng, dù đó là chiến thắng của lối chơi tập thể hay cá nhân đi chăng nữa. Thật khó trông đợi vào một thế trận cởi mở khi mà đôi bên đều đặt sự an toàn lên hàng đầu, cho nên trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có thể sẽ kéo dài đến hiệp phụ. Nếu nhìn từ những trận đấu đã qua, U23 Việt Nam đang có những ưu thế nhất định về thể lực. Những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn tạo ra sự kinh điển ở khu vực Đông Nam Á. Trên sân Mỹ Đình sẽ không có chỗ cho khoan nhượng bởi chẳng ai muốn sắm vai một kẻ chiến bại khi hoa hồng đã hiện diện trước mắt. Tiến lên Việt Nam, hãy tiến lên và hãy cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Bình luận viên Quang Huy, tôi tin U23 Việt Nam sẽ đánh bại người Thái. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn từng chia sẻ, cách đây 19 năm U23 Việt Nam đã đánh bại người Thái và tôi là một trong những thành viên của đội hình năm đó. Nhưng đấy đã là câu chuyện của quá khứ. Còn ở hiện tại tôi tin rằng các cầu thủ trẻ sẽ có thể làm tốt hơn lứa thế hệ của chúng tôi. Nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận bán kết và nhận định về cơ hội chiến thắng khi gặp Thái Lan ở trận chung kết, bình luận viên Quang Huy đặt niềm tin lớn vào lứa cầu thủ trẻ hiện tại sẽ làm nên chuyện tại SEA Games năm nay. Bình luận viên Quang Huy bày tỏ: "Trận đấu vừa qua tôi thấy U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn để có thể đánh bại Malaysia. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng đối thủ đã chơi phòng ngự rất hay và kỷ luật với số đông bên phần sân nhà. Có những thời điểm Malaysia cũng có cơ hội làm thoát tim những cổ động viên Việt Nam." May sao mọi thứ chỉ dừng ở mức cơ hội. Điều đáng nói là đội hình dù không có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng cách họ tổ chức chiến thuật để đối phó với chúng ta rất đáng ghi nhận. Thời điểm bước vào hiệp phụ, rất nhiều người trong đó có tôi đã nghĩ đến việc phải phân định thắng thua ở loạt đấu súng. Chỉ đến khi Tiến Linh đánh đầu khai thông thế bế tắc, chúng ta mới có thể nghĩ đến tấm vé vào chơi trận chung kết. Ở SEA Games năm nay, rất nhiều người đã đặt dấu hỏi về phong độ của Tiến Linh, nhưng cá nhân tôi cho rằng các vệ tinh xung quanh chưa hỗ trợ tốt cho cậu ấy. Trên sân Tiến Linh vẫn nguy hiểm trong vòng cấm đối phương. Cậu ta là mẫu tiền đạo chớp thời cơ tốt. Chỉ cần hậu vệ đối phương mất tập trung là sẽ phải trả cái giá rất đắt. Bàn thắng vào lưới U23 Malaysia đã thể hiện rõ phẩm chất của cậu ấy. Nói về trận chung kết sắp tới, tôi thấy chúng ta đang có cơ hội lớn để bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà. U23 Thái Lan là đối thủ ngang tầm với chúng ta. Họ sẽ mang đến giải đấu này lực lượng đủ tốt để hướng tới mục tiêu cao nhất. Trong đội hình của họ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi rất đáng chú ý, là thủ môn Kawin và hai tiền vệ Wirathep, Worachit. Trong đó tôi rất ấn tượng với tiền vệ số 17 Wirathep. Cậu ấy chính là linh hồn trong lối chơi của U23 Thái Lan. Trận đấu tới hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ phải đề cao cảnh giác với cậu ta. Xét về tổng quan U23 Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà. Một điểm nữa tôi thấy huấn luyện viên Park đang sở hữu một hàng thủ chơi rất ấn tượng, đây được xem là điểm tựa vững chắc để chúng ta nghĩ về một chiến thắng. Cách đây 19 năm, chúng ta đã thất bại trước người Thái và tôi là một trong những thành viên của đội hình năm đó. Nhưng đấy là câu chuyện của quá khứ, hiện tại tôi tin các cầu thủ trẻ sẽ có thể làm tốt hơn lứa thế hệ của chúng tôi. Cuối cùng xin chúc các cầu thủ sẽ chơi một trận đấu thật hay, qua đó mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà. Phóng viên Trung Quốc tự tin về một chiến thắng của U23 Việt Nam, dự đoán cái kết buồn cho U23 Thái Lan. Phóng viên Hồ Diệu Hoa của Judo Media tự tin về một chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31. Tôi tin ông Park sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận chung kết. Đây không phải lần đầu tiên chiến lược gia này góp mặt vào một trận chung kết. Chúng ta cần phải có niềm tin vào huấn luyện viên Park Hang-seo rằng ông ấy sẽ mang thêm một chiếc vô địch nữa về cho bóng đá Việt Nam. Phóng viên Hồ Diệu Hoa đến từ Trung Quốc mở đầu trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi. Trước câu hỏi có phải hàng tiền đạo của U23 Việt Nam đang thi đấu quá bế tắc tại SEA Games 31, cây viết của tờ Jujo Media nói Đó là điều chắc chắn. Có một thứ đáng khích lệ là các tiền đạo trẻ lúc này của U23 Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm tại SEA Games 31. Nhưng thành thật mà nói, thực lực hiện tại của họ đang thua xa cầu thủ của nhiều nước châu Á. Anh tiếp lời Câu hỏi đặt ra là tại sao vài năm trước U23 Việt Nam lại có khả năng tấn công hay đến thế? Bởi vì lúc đó họ có những tiền đạo tốt như Công Phượng, Tiến Linh, Hà Đức Trinh. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Việt Nam thường tập trung ở mảng phòng ngự và ngày càng có nhiều cầu thủ phòng ngự xuất sắc, dẫn đến cán cân về khả năng tấn công và phòng ngự của cả đội không thể cân bằng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần cố gắng trao nhiều cơ hội hơn cho các tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam để họ có đủ thời gian thi đấu và trau dồi kinh nghiệm thực chiến. U23 Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 1-0 sau 90 phút. Theo phóng viên Hồ Diệu Hoa, việc Lê Văn Xuân dính chấn thương trong trận bán kết sẽ ảnh hưởng nhiều đến U23 Việt Nam trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Chấn thương nặng mà Lê Văn Xuân gặp phải trong trận bán kết gặp U23 Malaysia sẽ ảnh hưởng nhiều đến U23 Việt Nam tại vị trí chạy cánh trái ở trận chung kết sắp tới. Các vị trí khác không bị ảnh hưởng nhiều và tôi mong họ sẽ thể hiện thật tốt trong trận đấu ngày mai. Trong trận bán kết với U23 Indonesia, U23 Thái Lan cũng mất một cầu thủ chủ lực là William Wedejo vì thẻ đỏ. Đây sẽ là một tin tức có lợi cho U23 Việt Nam. Ngoài ra tôi tin rằng với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam đủ sức khiến Thái Lan bị lép vế về mặt tinh thần. Cây viết đến từ Trung Quốc tin rằng một trong ba cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam sẽ là nhân tố tỏa sáng giúp U23 Việt Nam bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games. Hồ Diệu Hoa kết luận: "Tôi đặt hy vọng vào sự tỏa sáng của ba cầu thủ quá tuổi bên phía U23 Việt Nam là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh. Họ sẽ gánh vác vai trò quan trọng trong trận chung kết và tôi tin họ sẽ là những người hùng đưa U23 Việt Nam vô địch." Cả hai đội đều sẽ dốc toàn bộ sức lực cho trận đấu này. U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà nên họ đủ sức để giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 1-0 cho Việt Nam và cầu thủ ghi bàn sẽ là một trong ba cái tên quá tuổi được nhắc ở trên. Những kinh nghiệm được tích lũy của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam sau kỳ SEA Games lần này có thể sẽ giúp họ đạt được thành tích tốt hơn tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng sau. Lộ diện trọng tài bắt chính trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ được điều hành bởi trọng tài người Oman Mahmoud Al Mazarafi. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã phân công hai tổ trọng tài FIFA làm nhiệm vụ ở hai trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam đều diễn ra vào ngày 22 tháng 5 trên sân Mỹ Đình. Trận đấu tranh huy chương đồng diễn ra vào lúc 16 giờ giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia sẽ được điều hành bởi trọng tài Adam Fazin, người Maldives. Hai trợ lý đều là người Liban, gồm có Rabin Omead và Hassan Kanso. Trọng tài bàn là ông Hassan Arafan người Jordan. Giám sát trọng tài là ông al Sedi người Iraq. Trong khi đó, trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ do trọng tài người Oman Mahmoud Al-Mazarafi. Trợ lý 1 đến từ Hàn Quốc, trọng tài Jang Jong-pin. Trợ lý 2 đến từ UAE, trọng tài Hassan Fat. Trọng tài bàn người Tajikistan, Nasula. Trọng tài giám sát là ông Nasser al ghanafi Về trọng tài bắt chính trong trận chung kết, ông Mahmoud al majarafi vừa làm trọng tài bàn trận trước đó giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia trên sân Việt Trì. Sáng ngày 21 tháng 5, các trọng tài sẽ có buổi tập trên sân Phụ Mỹ Đình. Chia sẻ trước trận chung kết SEA Games, ông Park nhận xét. Về những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan ở các kỳ SEA Games trước, đó là những thất bại của đội khi tôi chưa làm huấn luyện viên trưởng những cầu thủ hiện tại cũng chẳng tham gia vào kỳ sea si games đó nên đừng quá nặng nề chuyện quá khứ tôi đã nghe về những thất bại trong quá khứ nên tôi hiểu những áp lực mà chúng tôi phải chịu đựng nhưng không nên vì những thất bại đó mà làm ảnh hưởng đến đội tuyển hiện tại cái tôi và học trò cần là tập trung ở hiện tại trước khi hướng đến tương lai